Dung xin kính chào mọi cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay buổi sáng thứ bảy có chợ ở trong làng đó cô chú anh chị. Dung dẫn mẹ đi chợ. Đây là người ta bán đồ cũ đó cô chú anh chị. Chợ này trong làng Dung á cô chú anh chị, chợ này nó có hai đầu. Đầu dưới này thì người ta bán quần áo, đầu lên trên thì người ta mới bán rau củ quả đồ này kia. Giờ chợ người ta mới dọn ra thấy không, người ta sạn người ta dọn ra đó. Quần váy ở đây người ta bán tỏi. Bonjour. Đây là xe của người Tibetan bán đồ chai á cô chú anh chị. Tới đi mẹ, đi đã tới đi. Đi qua bên này nè mẹ, đừng đi ngay giữa đường. Áo vest, mấy áo này mẹ có mặc được thì bỏ nó có mặc được đâu. Mua cái nón này cho nó thì cho nó chịu. Bán khăn choàng cổ. Đầm kìa. Đầm mà cái này đầm này đầm những con mi. Quá trời quần áo luôn. Hết biết. Bên này là người ta bán nước hoa. Hoa 5 đồng một chai. Giày dép bốt đồ quá trời luôn. Nếu đi giày này không ạ? Đi giày này không? Này thì mình lấy số lớn cho mình. Đẹp quá không? Nè. Muốn đôi mang nha. Áo mà giờ con mua mày đâu có mặc được đâu. Cô chú anh chị, đồ tại người ta bán đồ len không à. Từ Việt Nam mà nóng quá. Không mặc được đâu. Rút kinh nghiệm ra mùa hè đi. Mua đồ ở bên này quá. Đi về. Chứ đâu giờ. Giờ mua cũng đâu có mặc được. Giỏ rồi đó cô chú anh chị. Răm bông rồi ngoại. Không, răm bông đồ con héo. Thì răm bông á, răm bông khô á. Này là xúc xích khô nè ngoại. Ta phải khô, ta sấy khô á. Mình đi mấy này đi, lát mình vòng qua đó. Ở đây người ta bán samosa, bán phô mai đồ này kia đó. Bên cái làng bên này là người ta bán phô mai. Thấy không? Bây giờ rượu. Hành, tiêu, tỏi, ớt gì hết trời. À có nấm kìa. Nấm đó đó à. Người ta bán bánh mì. Xúc xích khô. Mua về đi cho ngoại chiên cơm. Ăn xúc xích khô và chiên. Bên này là mùi rau. Rau mà điều rau ra đây là người ta lựa rau cái kiểu như rau rồi lợi nhất các bạn. Đó, rau lợi nhất thôi, rất là sạch luôn.
dâu, xoài. Bonjour. Non, non, non. Si vous voulez. Attention, il y a sa femme là-bas. Chọn đặt chứ mà đúng rồi đúng đây là người ta trồng ở trong nhà người ta đó mẹ, cái người ta đem ra người ta bán mật ong kìa. À, mật ong, mật ong này là mật ong của cái cây hạt dẻ. Xe này là về phô mai rồi này kia mà mẹ lấy hello có để nó cũng để cái bàn ha. Nó sạch lạnh mà xe này là xe mà để đồ lạnh mà quá trời rau củ luôn. Mẹ ha. Bên này là người ta đã bán đồ làm sẵn, đồ nó chín sẵn á, như gà, gà nướng rồi này kia đó. À, gà nướng thơm ha. Thơm. Xong bò. Gà nướng. Đó. Cái máy nướng gà đó. Thấy không? Ở dưới là ở cái mỡ gà nó rớt xuống cái người ta nướng khoai tây. Nhìn ngon ha. Ở trong xe thì người ta nướng được ha. Hay là bánh mì. Ôi con mẹ coi cái ổ bánh mì như cái gói á. Mua ổ ôm về gì gì tới Việt Nam nó cứng nhát. Gói ôm. Mua về cái gói ôm cho ngủ á. À, ha, nhìn đẹp ha. Con thèm bán ngoài chợ vậy lắm luôn, đã lắm. Hồi xưa là định là không mở nhà hàng, là bán ở ngoài chợ vậy nè. Đó này là ban xích cho mẹ. Cái này là cái máy người ta cắt dăm bông á, cắt lát mỏng mỏng ra đó. Chứ đâu có cắt tay đâu. Ông Phước dặn mua hào. Ông Phước dặn mua hào. Sống á. Sống á ngoại ơi. Mở rồi. Hả? Chứ này giờ mình mở ra thôi á. Bonjour. Je vois la douzaine, mais quelle meilleure? C'est toutes les mêmes, c'est que la grosseur qui change. Ouais. Les grosses, les moyennes, les petites ou les très petites? Bon, c'est celle-là, non? Ah, les grosses? Ouais. Allez. Une douzaine? Ouais. Ils ont bien blend dedans? Six, oui. Non. Six, huit. Douze. Et 13. Merci beaucoup. T'as vu, une douzaine de grosses, ça rentre dans cela, dans les moyens. 10. 10. Et 10 qui font 20. Merci beaucoup. Merci, beaucoup. Merci. Bonne journée. Vous aussi, de même. Merci. Dạ, mình về chưa cho bà ngoại ăn thử. S'il vous plaît, je veux un kilo de plus de moules, s'il vous plaît. Có ăn rồi, vậy bữa đó con chua rồi. Đúng rồi. Deux kilos, vas-y, 2 kilos, ouais. Merci. Merci beaucoup, monsieur.
À, người ta bán ốc gì nè. Merci beaucoup. Ah, c'est joli ça. Yolo. Chợ này hôm nay cũng vắng người nè, chứ mỗi ngày là không có đi vô lượt luôn á. Đông lắm. Rồi, người bán nắm quá trời luôn kìa. Quá trời nắm luôn trời ơi. Rồi. Nấm tàn mà nấm nhỏ là 28 đồng một ký. Quá trời nấm luôn á cô chú anh chị ơi đó. Đây là tới mùa nấm xép. Quá trời luôn. Đây là loại nấm xếp làm nước sốt hoặc là xào của cô chú anh chị, nó thơm lắm luôn. Rừng chỗ Dung năm nay thì không có nhiều lắm, ông sếp không đi hái được có 3-4 tay thôi, nhưng mà cái này người ta chở từ xa lại đó cô chú anh chị, khoảng 200-300 cây lận. Ấy là nhỏ giống á. Đã ha. Đây là một cái cô người Việt mà lấy chồng Pháp của chú anh chị, mà cô này ở tận quận Toulouse thì mới dọn nhà về đây thôi và bán chợ này đó cô chú anh chị. Bán mà vì ở trong chợ này cũng có một người Việt, người ta bán cũng lâu năm rồi đó, hai người bán người chổi với nhau, tại vì sát bên nhau luôn, cách vài bước đi bộ thôi đó, mà quay cái xe, người kia thì bán cái xe to hơn. Cô chú này thì mới xuống đây thôi mà thấy đồ ăn cũng là vừa, tại vì vừa làm vừa bán luôn, cô chú anh chị thấy cũng rất là ngon. Vải. Chân hoa dẻ. Rất lâu tàn. Sao tại vì sắp tới lễ rồi đó, lễ như giờ lễ Thanh Minh Vinh mình đang cho người mất á. Nên là người ta bán hoa này, người ta đem người ta trưng ngoài nghĩa trang á, biết không? Những người mà có gia đình ở xa người ta không có dọn hoa được á, tại vì người ta trưng hoa tươi á, mình phải dọn bỏ đi. Nhiều người người ta ở xa là người ta không có dọn được á, là người ta trưng hoa giả, mà hoa nào cũng hoa, đúng không? Đẹp chứ bồ. Ha, nhìn như thiệt á. Đẹp ha. Nên ta bán rau cải rồi, quá trời luôn. Cải đó ăn nó giòn giòn, nó đắng đắng. Trời đồ luôn rồi ha. Chợ này lớn lắm. Cô cũng bắt chợ này bán ở dưới luôn. Ai? Bà cô á. Không, bà cô bán chợ trời. Chợ này khác. Chợ này bán đồ mới không à. Chợ trời là bán đồ cũ. Đúng không? Chợ này á bán đồ son hồi, rau củ quả tùm lum á. Mà đồ mới. Lúc mẹ mới qua cũng là cuối mùa đào, mùa mận đồ này kia rồi cô chú anh chị. Bây giờ chỉ còn cam, quýt với lại bơm, lê đồ này kia thì nhiều thôi. Đào thì không thấy bán nữa. Dung định đi chợ là mua đào cho mẹ ăn, nhưng mà mẹ rất là thích. Qua mấy bữa thì ngày nào cũng ăn rồi. Dung mua rất là nhiều trái cây để trong tủ lạnh, ở nhà rồi ở nhà hàng nữa. Mẹ muốn ăn giờ nào cũng có hết. Này món kia, mày muốn mua gì đồ trưa mà làm biếng nấu đồ ăn đó. Tao nấu sẵn ở ngoài này. Tao cũng đâu có bao bọc gì đâu. Nhìn ngon mà ha.
đó, cái đó mẹ thích đó, cái couscous đó đó, cái vàng vàng đó đó. Mẹ Dung rất là thích ăn cái hạt semoule để nấu couscous đó của chú anh chị. À, mẹ nói mai mốt mua hộp khô về, rồi mẹ mua bơ, mẹ nấu như Dung vậy đó, ăn nó như cơm tấm nhuyễn của mình, rất là ngon. Này cần tàu đó mẹ. À, đúng rồi đó. Mua về mình trồng nghe cái artiso nè. Đó, cái artiso đó, 4 euro một cây vậy đó. Ở đây có con chó mà đi chợ với bà chủ đó của chú anh chị, mà nó nằm cái anh thích mấy đứa nhỏ mà sờ nó lắm. Đây ta mình cần thịt tươi, thịt dăm bông cắt đó mày. Này là dâu. Cái này là cặp vợ chồng này là kiểu như người ta làm hết trơn. Người ta làm nấu đám cưới đồ á. Nấu vô nhà hàng đồ á. Nè nó để nè. Pepito. Đây là người ta nấu những cái nồi lớn, khó lớn vậy đó. Cái đùi heo. Đùi heo đó. Heo nái gì vậy? Heo nái rồi, heo nái rồi ngoại ơi. Bậy. Ở cái đường gì dữ sao? Allez, merci. Thịt heo á. Da heo nó trắng đó. Răm bông. Cái nguyên cái đùi đó phải là có cái đầy đó không? Ta lóc vô tới cong luôn. Bự. Ừ. mẹ thấy đùi heo đó cô, mẹ thấy đùi heo đó cô chú anh chị, mà mẹ nói đùi bò không á, tại nó to quá đó, tại vì chắc người ta lựa heo loại bự á, nói là loại bự á. Ôi ông này ông bán nấm quá trời luôn rồi mẹ, mắm ở chợ này mắc quá à. Mẹ Dung hỏi là có ăn nấm này bao giờ chưa? Tại thấy nó lạ quá mà nó to đó cô chú anh chị ơi, hỏi là ăn được không á. Cái nấm này là nấm xếp thì rất là thơm khi mà làm nước sốt hoặc là xào với lại rau mùi tây, persil rồi đó cô chú anh chị, tỏi rất là thơm, ngon lắm. Thì đó, thì là búp vì nó mắc hơn 20-30 đồng ký, 29 đồng á. Cái đó là nó ấy, nó tàn không ạ? Ông Phước nói là tàn là nó có rồi. Chín đồng chứ, 29 đồng để đi qua chợ hồi mua, chợ hồi có 21 đồng mà. Hai mẹ con đi chợ đó cô chú anh chị ơi, đó, đi chợ đi giáp càng á, uống vui gì á, trái cây lúc gài là mùa đào đồ này kia cũng hết rồi, thì còn bơm lê đồ này kia thôi, mà đi chợ này á thì nó bán nhiều đồ thiệt, đồ giá cao lắm. Thì cho mấy người mà không chứ kiểu như người ta làm vận động á. Mình phải làm thử đi xét nghiệm kiểm tra định kỳ 2 năm một lần từ 54 tuổi. Cái chỗ những cái bàn màu hồng này đó cô chú anh chị, là mọi người đến quyên góp, mình ủng hộ bao nhiêu thì mình ủng hộ, họ vận động cho những cái người mà kiểu giống như là bên những người mà bị ung thư vú đồ này kia đó cô chú anh chị đó, mình mua đồ lưu niệm, cái áo, cái nón, cái này cái kia đó, bao nhiêu đồng thì kiểu như mình góp cho người ta.
Bên Pháp á, là cứ 2 năm một lần thì họ sẽ cho mình đi siêu âm, xét nghiệm, khám ngực các cô chú anh chị, với lại khám tử cung cho phụ nữ để phát hiện những cái bệnh ung thư rồi này kia, để mà có hướng điều trị sớm á. Thì họ khuyên mình là từ 50 tuổi đổ lên thì mình đi khám, cái này là hoàn toàn miễn phí. Là cái chiến dịch ủng hộ cho những người mà vận động cho những người mà bị ung thư vú rồi đó, khi chưa cô chú anh chị đang kêu gọi để mình ngừa ung thư vú rồi này kia đó, là cho phụ nữ á, thì kể cả đàn ông luôn, nhưng cô chú anh chị ở Pháp cũng có những người ta bị nữa à, thì mình vận động mình quyên tiền ở 1 đồng 2 đồng cô chú anh chị, có cái bạn ai muốn cho bao nhiêu thì cho. Những người này là người ta đi kêu gọi chiến dịch đó. Dung cũng xin dừng cái video tại đây và Dung xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video. Dung xin chúc cho ông bà cô chú anh chị và các bạn có kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình nhé.